Ủa, nó gấp lại vậy được nha. Nè, cái con này nó gấp vậy được nha mấy bạn. Nó muốn gấp sao gấp. Một em Ray-Ban chỉ có 7.500 cái trên thế giới nha mấy bạn. Nè, coi cái gọng nó gặp nè. Cái này là bao da nha. Cái con này là xài rất là lâu rồi mà có thể gọi như là đầu tư. Con này dạng là dạng đầu tư nha. Con này vàng 22kt. Con này á trên ép bày đang bán 45 chai chưa tính thuế phí ship về Việt Nam. Thì tôi đảm bảo với bà nha là ở Việt Nam là có vài người có thôi. Đó. Thì nói chung là ai thích con này thì tôi để lại cho nửa tiền thôi. Mấy anh hốt đẻ. Cái hộp để rất là lâu rồi. Da thì nó cũng đã bị tróc rồi. Ở trong là da lộn nha, nhưng mà vẫn còn cái made in Italy ở trong nha. Đu bông. Vip 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 vip. Con này nha. Made in Germany nha mấy bà. Đó, con này là làm bằng vật liệu là titanium, mạ vàng 23kt. Ở sau này nè, sau cái đuôi này nè, nó có hai cái chữ D mà đeo một thời gian lâu cái nó mất tiêu rồi, hai cái chữ D này nó cũng mạ vàng luôn. Đó. Con này ở Việt Nam tôi nhớ bán hơn 12 triệu á. Không có gì à, mình nhắn tin sau đi nha.